Xin chào các bạn buổi sáng. Sáng nay mình ăn sáng bún cá chim. Mình nấu chung với khóm, với lại cần nước á, với giá nữa. Nhìn hấp dẫn quá. Vừa đổ nước luôn ta. Để mình quay các bạn xem xíu ha. Tô bún cá nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi, đói bụng quá đi. Mình thử miếng nước nha. Ngon quá trời các bạn ơi. Xin mời các bạn ăn sáng với mình ha. Wow, ngon quá. Sáng nay này mình nấu một con cá. Mình mang theo nửa con. Mình ăn thấy cái đuôi còn cái đầu để tối ăn. Để tối ăn cơm tối cũng được, mà ăn bún cũng được. Tại sáng mình luộc một một gói bún lận á. Ngon quá. Con cá chim này á nó rất là béo thịt. Mình nướng á, mình cuốn bánh tráng cũng ngon, nấu canh cũng ngon, mà kho cũng ngon, chiên cũng ngon. Ăn phải có rau chứ không có rau á là ăn không nổi đâu, tại nó béo lắm. Mình nấu cái vị nó chua chua một xíu. Mình cho cái gói me á. Ở bên đây á các bạn, người ta ăn me me mà trong gói không à, chứ người ta không có ăn me dầm. Lâu rồi mình không ăn món này á, rất là lâu luôn. Mình quên nó. Cá này á, ăn nửa khúc thôi chứ ăn một khúc á, là cũng ngán lắm á. Thank you.
Vậy thôi, mình hết giờ rồi, mình sửa soạn vô làm đây. Mình chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Chào tạm biệt các bạn. Bye.